Mời bà con và quý vị đến với chuyên mục Thông tin cùng Nhà Nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa bà con và quý vị, hiện nay giá và sức mua thịt lợn trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, khiến các hộ chăn nuôi và tiểu thương đều phấn khởi. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nông dân và các chủ trang trại chăn nuôi nên thận trọng khi tái đàn bởi dịch bệnh vẫn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh, giá lợn hơi cũng đã cán mốc 65.000 đồng một kg, tăng hơn 5.000 đồng một kg so với cuối tuần trước. Tìm hiểu được biết, nguyên nhân chủ yếu khiến giá lợn tăng mạnh là do sau một thời gian dài, bệnh dịch tả lợn châu Phi hoành hành, khiến một số lượng lớn lợn được chăn nuôi trong dân phải tiêu hủy. Ngoài ra, nhiều hộ chủ trang trại chăn nuôi đã lo lắng bán tháo đàn, bỏ trống chuồng gây thiếu hụt nguồn cung. Trước những thiệt hại nặng nề do dịch bệnh mang lại, mong muốn tái đàn là tâm lý chung của nhiều người chăn nuôi thời điểm này. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi còn tiềm ẩn nguy hiểm, nhiều địa phương vẫn còn dịch, vì vậy vấn đề cấp thiết thì người chăn nuôi không nên vội tái đàn ở thời điểm này. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của người chăn nuôi là tiếp tục duy trì đàn hiện có, bên cạnh đó thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, bảo vệ đàn lợn của gia đình. Sau khi công bố hết dịch, người chăn nuôi lợn có thể tái đàn, song cần thận trọng, lưu ý áp dụng chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học, không nên tái đàn ồ ạt. Đồng thời, phải sử dụng con giống chất lượng, rõ nguồn gốc, tuyệt đối không sử dụng con giống trôi nổi trên thị trường, không có xác nhận của ngành chức năng và hạn chế chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ. Đối với các trang trại hiện nay, chăn nuôi xen kẹp trong dân thì đã có mắc dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy rồi, thì tới đây là chúng ta không nên tái đàn ở những nơi đấy, mà chỉ tái đàn cho những trang trại đủ điều kiện. Nghĩa là đủ điều kiện ở đây là khép kín, chăn nuôi khép kín. Và hai nữa là phải làm sao mà đảm bảo được là nhất là khi mà hết dịch rồi tái đàn, thì chúng ta không nên tái đàn với những cái chăn nuôi nhỏ lẻ. Cái chỗ chăn nuôi nhỏ lẻ thì cần phải chuyển đổi sang các cái con vật khác, vật nuôi khác. Đấy, thế còn riêng đối với dịch tả lợn châu Phi thì cũng cần phải lưu ý là chúng ta tái đàn thì không nên tái đàn ồ ạt, tái đàn theo lộ trình từ bước một, vừa làm vừa theo dõi đấy, vào đến 10% rồi 20% đấy, từng đợt một đấy, tránh ồ ạt vì hiện nay nó chưa có vaccine, chưa có thuốc điều trị. Thời điểm này, các diện tích trồng cam Hưng Yên đang tập trung chăm sóc để chuẩn bị thu hoạch. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm bệnh vi khuẩn ruồi vàng tấn công mạnh hại quả. Để quả cam sinh trưởng tốt, chín đều và đạt chất lượng cao, bà con cần thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh hại, đặt bẫy sinh học để đuổi và bắt ruồi vàng tấn công. Đối với bệnh vi khuẩn, cần phun thuốc đặc trị sinh học nhằm khống chế bệnh. Nếu trời mưa, bà con khẩn trương khơi thông vườn, tiêu thoát nước để tránh bị úng, dẫn đến thối rễ rụng quả. Bên cạnh đó, thường xuyên bổ sung dinh dưỡng cho cam bằng cách bón phân, đỗ tương, ngô để nuôi cây, từ đó đạt năng suất cao, cam cho quả ngọt, mẫu mã đẹp. Xây dựng mô hình trang trại gà được hơn 5 năm, chị Lê Thị Nguyệt ở thôn Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ có sản lượng ổn định, doanh thu ước đạt trên 3 tỷ đồng một năm. Với tổng diện tích hơn 1.000 m2, chị Nguyệt nuôi 5.000 con gà đẻ và 3.000 con gà hậu bị. Với 5.000 con gà đẻ mỗi tháng, chị thu về hơn 90.000 quả trứng. Hiện nay, trứng gà đang được thương lái thu mua với giá 4.000 đồng một quả, cho doanh thu trên 350 triệu đồng. Trừ chi phí, chị Nguyệt thu lãi hàng chục triệu đồng một tháng. Từ lúc 1 ngày tuổi này, cho đến 10 năm 20 ngày tuổi, trước tiên là ta phải dùng đệm lót từ 10 đến 15 phân, làm sao đủ độ ấm cho con gà và dùng bóng điện úm. Trong chuồng nhiệt độ phải tầm 35 độ. 25 ngày tuổi đến 1 tháng tuổi thì ta dùng 30 độ. Từ 1 tháng tuổi giá lên trong chuồng tầm 25 độ. Mình muốn cho con gà đẻ đều đặn thì mỗi một tuần là ta dùng thuốc bổ, thuốc ADE 2 lần. Để có được sản lượng trứng đều và lợi nhuận ổn định, ngoài việc tìm đầu ra cho sản phẩm, việc khó nhất đối với người chăn nuôi vẫn là công tác phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu rủi ro. Chị Nguyệt thường xuyên tham gia các lớp tập huấn và tìm hiểu qua đài báo Internet, từ đó đúc kết thành kinh nghiệm chăn nuôi cho bản thân. Phòng chống dịch bệnh thì mỗi một tháng là ta phải phun thuốc sát trùng từ 3 đến 4 lần. Ở ngoài tuần là ta rắc vôi bột 2 lần. Con gà đẻ 4 tháng ta cho lên lồng.
thì ta cũng trước khi gà lên lồng là ta phải phun thuốc sát trùng. Trong vòng một tháng thì ta, ví dụ ta đánh, có thể ta cho uống phòng, ăn phòng 2 lần thuốc kháng sinh cho gà là tốt nhất. Chăn nuôi gà đẻ trứng không phải là mới đối với người nông dân, nhưng để chăn nuôi có lợi nhuận và ổn định như chị Nguyệt thì không phải người nông dân nào cũng làm được. Đây là mô hình chăn nuôi gà điển hình cho bà con học tập kinh nghiệm. Bà con và quý vị vừa theo dõi chuyên mục Thông tin cùng Nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn bà con và quý vị đã dành thời gian theo dõi.